Đội tuyển Việt Nam thất bại về mặt tỷ số trước đội Trung Quốc ở trận giao hữu quốc tế đầu tiên dịp FIFA Day tháng 10. Khi các học trò đối đầu với đội Uzbekistan vào hôm nay, 13 tháng 10, ông Chu Xie muốn lối chơi phải tốt hơn nữa và cố gắng đạt kết quả khả quan. Công bằng mà nói, đội tuyển Việt Nam đã đạt nhiều chỉ số kỹ thuật nhỉnh hơn đối thủ Trung Quốc. Tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng ta lên tới 63%, vượt trội so với đội chủ nhà chỉ có 37%. Số đường truyền của Quế Ngọc Hải và đồng đội cũng nhiều gần gấp đôi so với Trung Quốc, 604/346. Chất lượng đường truyền cũng có sự khác biệt khi chúng ta truyền chính xác 83%, còn thông số tương tự của Trung Quốc chỉ là 76%. Thậm chí đội Việt Nam còn nhỉnh hơn đối thủ ở chỉ số phạt góc 3/2. Các học trò của ông Chu Xie đã cải thiện được khả năng kiểm soát bóng. Họ tự tin nhận bóng, truyền, giữ, phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, gắn kết tốt ở phạm vi hẹp. Thủ môn Văn Lâm hay các trung vệ Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tuấn Tài đều rất chủ động trong việc tách ra nhận bóng ở phần sân nhà. Và khi bị đối thủ vây ép với cường độ cao thì các nhân tố ở tuyến dưới vẫn bình tĩnh xử lý bóng để thoát pressing với thái độ tự tin và những đường truyền hợp lý. Các tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Hùng Dũng và nhiều thời điểm Hoàng Đức lùi về cũng đã tạo ra những tam giác, tứ giác có độ gắn kết cao và sự ăn ý giúp tuyến giữa, tuyến dưới giữ bóng rất chắc. Rất nhiều thời điểm của hiệp 1 chúng ta kiểm soát được bóng và liên tục di chuyển khiến đối phương liên tục đuổi bóng khá vất vả. Có lẽ trên đây là những lý do khiến ông Chu Xie hài lòng khi phát biểu sau trận. Ở các buổi tập của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu thứ hai tại Trung Quốc gặp Uzbekistan, đối thủ ở top 10 châu Á, xếp thứ 75 bảng xếp hạng FIFA, hơn Việt Nam 20 bậc, ông Chu Xie yêu cầu các học trò quên thất bại trước Trung Quốc để tập trung vào những điều mà ông muốn họ làm tốt hơn. Tuy Việt Nam chơi không quá dở, nhưng ở trận thua Trung Quốc những chỉ số quan trọng nhất là số lần dứt điểm trúng đích, số cơ hội thực sự nguy hiểm và đặc biệt là bàn thắng thì chúng ta hoàn toàn thua kém. Liệu đội tuyển Việt Nam có kịp khắc phục được các điểm yếu ở trận đấu tối nay? Cùng nhìn nhận lại những trận giao hữu trước đây của đội tuyển Việt Nam kể từ ngày ông Chu Xie dẫn dắt, chúng ta thắng Hồng Kông 1-0 từ quả phạt đền. Bàn thứ hai trong trận thắng Syria xuất phát từ một tình huống pressing tầm cao hiệu quả của Thái Sơn và pha ra chân nhanh chất lượng của Tuấn Hải. Hai bàn thắng của Việt Nam trong trận gặp Palestine đến từ những đường truyền chất lượng của tuyến dưới đánh vào những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương để tận dụng tốc độ của các tiền đạo như Công Phượng Văn, Toàn, Tuấn Hải để tạo ra sự khác biệt. Trận thua đội tuyển Trung Quốc vừa qua, lối tấn công của chúng ta vẫn vậy, nhưng những bước chạy, những lần chạm bóng của Văn, Toàn, Tuấn Hải đã không phát huy được hiệu quả. Vấn đề nằm ở chỗ, đội hình mà ông Chu Xie xây dựng không có tiền đạo mục tiêu, người được bố trí chơi cao nhất là Hoàng Đức thường xuyên giật về chơi ở giữa sân. Đội tuyển Việt Nam không có phương án tấn công trực diện để trung phong giữ bóng làm tường mà chỉ có những đường truyền vào khoảng trống ở nách trung lộ nên bị hóa giải một cách khá đơn giản. Sự thiếu vắng Tấn Tài, Văn Hậu khiến những tình huống tấn công nguyên trở nên đơn điệu và không hiệu quả. Có lẽ ông Chu Xie hài lòng bởi các học trò đã tiến bộ ở khả năng kiểm soát bóng. Phần nào đó ông thầy người Pháp cũng đang đặt ra cho các học trò từng mục tiêu rõ rệt cho từng giai đoạn. Có thể đây mới chỉ là thời kỳ làm nền cho ngôi nhà với việc xây móng cho thật vững chắc. Sắp tới sẽ là khu vực giữa sân rồi mới đến các phương án tấn công ở 1/3 phần sân đối phương. Ông Chu Xie và các sự mới trải qua 4 trận cùng đội tuyển Việt Nam. Trận gặp Uzbekistan tối nay là trận thứ 5 và sẽ là một thử thách khác khó khăn hơn nhiều bởi xét về mọi mặt từ thể hình, thể lực, sự gắn kết lối chơi, khả năng pressing hay sức mạnh tấn công tổng lực của đội này đều nhỉnh hơn Trung Quốc. Đó mới là bài test thật sự của đội tuyển Việt Nam với triết lý kiểm soát bóng từ phần sân nhà. Hai đội đá kín, cách đây 10 năm, đội tuyển Việt Nam từng thua Uzbekistan 1-3 và 0-3 tại vòng loại Asian Cup năm 2013. Đội hình hiện tại của Uzbekistan chủ yếu gồm các cầu thủ chơi ở giải quốc đội kết hợp với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. Trong đó, đặc biệt là tiền đạo đội trưởng Elder Somurodov, cao 1,9m, từng chơi cho Genoa, Roma, Spezia và hiện khoác áo câu lạc bộ Cagliari ở Ý. Đây là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển Uzbekistan với 37 bàn sau 67 trận. Tháng 9 năm 2023, Uzbekistan có 2 trận giao hữu trước các đội đồng chủ nhà World Cup 2026 là Mỹ, thua 0-3 và Mexico, hòa 3-3. Trận đấu giữa hai đội vào tối nay sẽ chơi trên sân không khán giả, không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông. Kết quả của trận đấu cũng không được tính điểm xếp hạng FIFA.